Quỳnh Như, Vương Phương Vũ, Mạnh Cường, Nguyễn Văn, Hoàng Lâm, Hữu Phong. Hôm nay chúng ta sẽ live cho đến khoảng tầm 12:30 nhé. Tức là buổi tối thì cô phải dậy rồi, cho nên là những hôm nào mà cô phải dậy ấy, thì cô sẽ cố gắng live buổi trưa cho chúng ta nhé. Đấy, thì hôm nào mà có live thì cô sẽ thông báo trước cho chúng ta. Chúng ta sẽ đợi các bạn một phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Hello Thanh Huyền. Hữu Phong, Thanh Huyền, có link bài tập không? Lát nữa sẽ có link nhá. Lát nữa sẽ có link. Hello Nguyễn Thủy Linh. Mười hai giờ bốn rồi, làm đề tuyển sinh hay lắm cô ạ. Ok. Trang Nguyên, chứ rồi hôm nay nó có bị lag không đấy? Cô vừa thấy nó có bị như kiểu hơi hơi lag hay sao ấy? Chả hiểu đợt này làm sao mà nó cứ hay bị lag lag. Chuẩn bị đi học chiều à? Ok, cô sẽ cố gắng khoảng 12 rưỡi là xong nhá. Chứ rồi hơi bị gián đoạn đây. Hình như là có vẻ như hơi bị gián đoạn. Đấy, vừa bị rơi mất cái này. Cô ăn cơm chưa? Lát nữa cô mới ăn nhá. Khi nào mà live xong cho chúng ta thì cô mới ăn. Cô chuẩn bị sẵn cơm nước các thứ rồi. Khi nào mà live xong thì cô sẽ ăn luôn thôi. 30 phút. Buổi chiều thì cô ở nhà. Hôm nay thì buổi chiều cô vẫn ở nhà, cho nên là cái việc mà ăn cơm thì nó cũng không quan trọng lắm. Chiều cô cũng không phải đi đâu ấy, cho nên là có thể live cho chúng ta được. Ok rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Nào Thu Thảo. Hello Thu Thảo. Sang Phạm Trường Kín. Rồi, bạn Nhung Trần rất là quan tâm đến cô, hỏi cô ăn cơm chưa. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhá các em nhá. Hình như là hơi bị lag hay sao ấy, hơi bị lag. Nào, câu số 1, chúng ta bắt đầu comment câu số 1 nào. Chiều nay em đi thi, ok, Đinh Phương Linh. Cố gắng xem xong rồi đi thi nhá, biết đâu lại trúng vào nhá. Ok, câu số 1, các bạn comment cho cô nào. Bắt đầu câu số 1 nào. Hình như có vẻ hơi bị đau hay sao ấy. Có vẻ mạng hơi bị đau. Giờ này buồn ngủ quá. Câu số 1 nào, các bạn comment cho cô câu số 1 nào. Hữu Phong 1B. Ok, mạng hơi bị đơ một tí nhá các bạn nhá. Chúng ta chịu khó một chút nào. Quỳnh Như 1A này. Như vậy có những bạn chọn B, có những bạn chọn A. Câu này tôi sẽ làm câu khá là dễ. Đó. Remember to drop me a line while you are away on business, là hãy nhớ là viết cho mình vài dòng nhớ. Cái drop me a line đấy có nghĩa là viết cho mình vài dòng đấy, khi mà bạn đi công tác nhé, ý nói là phải viết thư về ấy, viết viết thư hoặc là viết email. Thế thì câu này là viết, cho nên câu này đáp án của chúng ta phải là gì các bạn nhỉ? Đấy, cái drop me a line đây, đáp án của chúng ta nó phải là phương án B các bạn nhé. Write to me đấy, có nghĩa là viết cho ai vài dòng đấy, cái cụm từ này có nghĩa là viết cho ai vài dòng kiểu ngắn gọn ấy. Đó, viết cho ai vài dòng để thông báo tin tức vân vân đó. Ok rồi, cái này là còn viết cho ai vài dòng, ở đây có thể là viết thư hoặc là viết email nhá. Thế còn give me a ring với cả call me thì đều giống nhau, đều có nghĩa là gọi điện cho ai các bạn nhá. Cái này có nghĩa là gọi cho ai, gọi cho ai, call me cũng thế. Đấy, cũng có nghĩa là gọi cho ai. Thế còn cái drop in ấy, drop in thì có nghĩa là tạt vào hoặc là ghé thăm. Nếu mà chúng ta muốn nói là drop in on somebody đấy thì có nghĩa là tẹt vào, à tạt vào hoặc là ghé thăm ai nhá. Ok rồi, tiếp theo này câu số 2. Câu số 2 đi. Chiều nay em thi rồi tranh thủ. Ok. Vừa về thấy luôn Vũ Trường. Vũ Trường, cô gửi sách cho em rồi nhá. Khi nào mà nhận được thì nhớ báo cô nha. Câu số 2 nào. He disapproved. Nhanh nào. Disapprove of the behavior his sons displayed during the church service this week. Anh ấy disapprove ở đây có nghĩa là không tán thành, không bằng lòng nhé. Ở đây chúng ta có cụm từ này là không bằng lòng. Đó, không bằng lòng với cả cái hành vi mà con trai của anh ta đã thể hiện. Ở đây chúng ta có động từ display có nghĩa là thể hiện. Đấy, trong cái buổi lễ nhà thờ vào tuần này đúng không? Thì không tán thành, không bằng lòng nó sẽ bằng với cả cái gì các bạn nhỉ? Câu số 2, Phương Vũ là Minh Minh Thư Trần 2C. Đúng rồi, không tán thành, không bằng lòng nó sẽ gần nghĩa với cả blame đúng không? Đấy, cái này cũng có nghĩa là chỉ trích hoặc là không tán thành. Đấy, cái này là chỉ trích. Chỉ trích hoặc là đổ lỗi. Đấy, thì nó cũng gần gần nghĩa với cả cái từ kia. Thế còn comment có nghĩa là bình luận hoặc là nhận xét này.
comment thì chúng ta quá là quen thuộc rồi đúng không? Thế còn support là ủng hộ này. Đó, thế còn like là thích. Ok, dễ rồi nhá. Rồi, disapprove of nhá, cả cái cụm từ này chúng ta học cho cô cả cái cụm từ này. Ở đây cái disapprove hay là approve nó hay đi với cả cái giới từ of này, cho nên chúng ta học luôn cho cô cái giới từ của nó nữa. Tiếp theo này, câu số. Cô có thấy em khác gì không? Linh đã học bài. Linh đang học bài đúng không? Ngày xưa là cái gì Linh ý, bây giờ là cái Facebook, à cái nick khác rồi đúng không? Ok, rồi tiếp theo câu số 3 đi nào. Have you ever tried using hydrogen peroxide, cái gì chẳng biết là chất gì đây. Bạn đã bao giờ sử dụng cái này như là một cái như là một cái gì đây, để mà induce, tức là để khiến cho mình nôn ra đó, thay vì là cái phương pháp truyền thống cũ xưa. Đấy thì cái này ở đây ý nói là sử dụng một cái phương pháp gì đó khác đúng không, để mà khiến cho mình nôn. Đấy, thay vì là một cái phương pháp truyền thống cũ xưa. Thì câu này tóm lại chúng ta có cái từ induce là khiến cho. Thì cái induce này nó sẽ bằng với cả cái gì các bạn nhỉ? Ở đây không phải là stop, không phải là stop. Câu số 3, cái từ induce này đã từng được ra trong một cái đề thi thật rồi nhá. Đấy, từ này đã từng được ra trong đề thi thật rồi. Thì cái từ này nó bằng với cả cái gì đây các bạn nhỉ? Đợi cô một tí để cô phải chỉnh lại cái ánh sáng của cái camera một tí, nhìn nó hơi bị mờ. Trông nó hơi bị sáng quá ấy, trông nó hơi bị, chữ nó hơi bị không được nét cho lắm. Ok rồi, nhìn có vẻ ổn hơn rồi đấy. Ok rồi, câu số 3 nào. Câu số 3, induce ở đây có nghĩa là khiến cho nhá. Đấy, khiến cho, thế thì nó sẽ bằng với cả cái gì đây? Phong Ban C này, Đức Hoàng em mới vào, ok. Đường Đường 3B, Ngọc Anh Hoàng C, Nguyễn Văn Hoàng Lâm Ban C. Từ vựng không có nhiều nên em chỉ nghe cô giảng, ok rồi. Đấy, câu này các bạn chọn C là đúng nhá. Induce ở đây có nghĩa là cause, là gây ra đấy, khiến cho đấy nhá. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là C. Đấy, cái này là khiến cho hoặc là gây ra. Đó, cái này là khiến cho hoặc là gây ra thì nó sẽ bằng là cause. Thế còn control là kiểm soát, clean là làm sạch. Đấy, còn stop là làm ngừng lại, thì ở đây là khiến cho mình nôn ra nhá. Tiếp theo câu số 4 nào. He was mystified by my experience, though perhaps not particularly envious. Ở đây là anh ta bị như thế nào đó bởi những cái, ở đây có thể là trải nghiệm hoặc là kinh nghiệm của tôi, mặc dù có vẻ như là không có vẻ như là envious ở đây có nghĩa là ghen tị á, đấy kiểu như thế. Thì ở đây chúng ta có từ mystify có nghĩa là gì đây? Mystify nào? Câu này hơi khó một tí đúng không? Câu số 4. Ok, Nguyễn Ngọc Anh Thư đúng rồi. Câu này các bạn chọn A là đúng nhá. Đấy, câu này chọn A là đúng. Làm bối rối, làm bối rối. Đấy, cái từ này gọi là làm cho bối rối. Làm cho bối rối thì nó sẽ bằng với cả cái này, đều có nghĩa là làm cho bối rối, làm cho bối rối hoặc là lúng túng. Đấy, mình có thể dịch là như vậy, làm cho bối rối hoặc là lúng túng. Đấy, thì câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án A. Đấy, perplex. Thế còn cái phương án B, shocked có nghĩa là bị sốc đúng không? Đấy nhá, ở đây cô sẽ highlight cái đáp án của nó lên để chúng ta nhìn rõ hơn. Đấy, như vậy câu số 4, đáp án của chúng ta sẽ là phương án A. Câu số 4 A. Ok, đúng rồi, Đường Đường, đúng rồi. Đấy, thế còn shocked là làm cho sốc này, upset có nghĩa là làm cho, upset có thể hiểu là làm cho buồn, lo lắng hoặc là khó chịu, hoặc là từ này cũng có nghĩa là làm xáo trộn, làm rối tung cái gì đó lên nhá. Cái từ upset này nó có thể có nghĩa là làm cho buồn, lo lắng. Làm cho buồn, lo lắng hoặc là tức giận luôn ấy. Làm cho buồn hoặc là tức giận, hoặc nó còn có nghĩa là làm xáo trộn nữa. Làm xáo trộn, thế còn excited có nghĩa là rất là hứng thú đúng không? Tiếp theo này câu số 5. Câu số 5. Cô có post đây nhá, yên tâm. Rồi, tiếp theo câu số 5 nào. I was horrified to find a drug tablet which had been left on purpose in my room yesterday. Tôi cảm thấy rất là cái gì đó khi mà tìm thấy một cái vỉ thuốc đúng không, mà đã bị cố tình on purpose ở đây có nghĩa là cố tình này, cố tình bị bỏ trong phòng của tôi ngày hôm qua. Ở đây chúng ta có từ horrified, nó sẽ bằng với cả từ gì nào? Nào các bạn comment cho cô nào, con horrified sẽ bằng với cả gì? Chúng ta có phương án A là ashamed, phương án B là shocked, phương án C nervous và phương án D là surprised. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Nào comment nào, các bạn comment nào.
Ok, cô thấy có phong này, vũ trường này, các bạn chọn B. Đúng rồi, câu này bạn nào chọn B là đúng rồi nhá. Đấy, cái từ horrified và từ shocked, hai từ này nó sẽ gọi là kinh khiếp đúng không? Cái từ này là sốc này. Đấy, sốc thì ở đây nó cũng mang nghĩa một cái nghĩa gọi là sợ hãi. Thế còn cái này gọi là kinh khiếp. Kinh khiếp, rất là kinh sợ luôn ý, đúng không? Thì nó sẽ gần nghĩa với từ này, sốc đúng không? Rồi, thế còn ashamed có nghĩa là xấu hổ hoặc là hổ thẹn. Từ này là xấu hổ hoặc là hổ thẹn về một cái điều gì đó nhé. Xấu hổ hoặc hổ thẹn về điều gì. Đấy, từ này không có nghĩa là nhút nhát đâu nhé. Có nghĩa là xấu hổ hoặc là hổ thẹn về điều gì. Thế còn nervous có nghĩa là lo lắng. Và surprise là ngạc nhiên. Ở đây nó phải mang cái nghĩa là kinh sợ, kinh khiếp luôn ý, đúng không? Kinh khiếp, kinh sợ. Tiếp theo câu số 6 đi nào. Câu số 6. Those with incomes. Những người mà, cái từ those ở đây chúng ta chú ý nhé. Those ở đây chính là the people. Những người mà, những người mà có thu nhập trong khoảng từ 2.000 cho đến 4.000 đô thì có thể tận hưởng một cuộc sống luxurious, là rất là kiểu sang chảnh, và extravagant gọi là phung phí, hoang phí. Thế thì ở đây, ranging ở đây có nghĩa là dao động trong khoảng bao nhiêu đó, thì nó sẽ bằng nghĩa với cả cái gì nào? Chúng ta comment cho cô xem nào. Rồi, câu thứ 6, có thể có phong, comment là 6B rồi. Tiếp theo đi nào, vũ trường 6B. Các bạn khác comment nào? Mới chỉ thấy có phong với cả vũ trường comment thôi. Nhìn hôm nay nó cứ bị mờ mờ kiểu gì nhỉ? Cái cam nó cứ bị mờ mờ kiểu gì? Nhưng mà thôi được rồi, nó không bị lag là ổn lắm rồi. Nào câu này chọn gì nào? Trần Hồng Nhung B, Thu Trang B, đúng. Câu này các bạn chọn B à? Câu 6 mà lại chọn B à? Thì là không đúng rồi. Câu 6 đáp án của chúng ta nó phải là phương án A chứ, đúng không? Đấy, câu này nó phải là phương án A chứ, varying nhá. Đấy, câu 6 ấy, tại sao các bạn chọn B nhỉ? Câu này nó phải là A chứ. Dao động trong khoảng từ. Đấy, cái này gọi là dao động trong khoảng từ. Dao động tức là có sự thay đổi ấy, đúng không? Quên lại viết bút này. Cái này gọi là dao động trong khoảng từ bao nhiêu đó đến bao nhiêu đó. Đấy, cái cấu trúc này nó dùng là như vậy. Dao động có nghĩa là có sự thay đổi, có sự biến đổi. Chúng ta hiểu không? Thì cái phương án này phải là phương án A nhá. Thế còn cái từ rave này, cái từ rave ở đây nó có nghĩa là nói say sưa về một cái gì đó. Đây, cái từ nguyên thể của nó đây. Rave nhá, rave about something. Cấu trúc của nó là như vậy, rave about something. Nói say sưa về cái gì? Nói say sưa về cái gì? Thế còn chúng ta có động từ graze. Đây này, cái động từ nguyên thể của nó đây. Graze có nghĩa là gặm cỏ. Đó, thế còn turn thì cũng có rất nhiều nghĩa đúng không? Turn có nghĩa là trở thành cái gì đó, hoặc là xoay, hoặc là turn back cũng có nghĩa là quay trở lại. Nói chung turn có rất nhiều nghĩa. Lại có người ngồi khen móng tay đẹp rồi. Em khoanh ngon chọn nhầm B, ok Phong. Rồi, tiếp theo này, câu số 7 đi nào. In certain industries, là ở một vài những cái ngành công nghiệp, thì the workers apparel, ở đây chúng ta có từ apparel. Apparel, cái gì đó của công nhân, is not only cumbersome but also quite heavy. Đấy, ở đây chúng ta nói về cái apparel. Apparel của những cái người công nhân không những là cồng kềnh mà còn rất là nặng nữa. Ở đây chúng ta có từ cumbersome gọi là cồng kềnh. Đấy, thì cái từ này nó có nghĩa là gì đây nhỉ? Ok, em khen cô chứ có ai đâu. Phong 7B. Rồi, câu này các bạn chọn B là đúng rồi. Apparel ở đây có nghĩa là trang phục hoặc là quần áo, đúng không? Đấy, cái này gọi là quần áo này. Quần áo hoặc là trang phục này. Đấy, thì nó sẽ bằng với cả cái phương án B này nhá. Thế còn phương án A chúng ta có từ equipment. Thì equipment nó có nghĩa là trang thiết bị, đúng không? Từ này có nghĩa là trang thiết bị. Đó, thế còn food là thực phẩm này. Chúng ta có từ morale, từ này có nghĩa là tinh thần. Tinh thần hay còn gọi là nhuệ khí nữa. Tinh thần, nhuệ khí. Từ này đã từng được ra trong một cái đề thi rồi đấy. Đã từng được ra trong đề thi thật rồi đấy. Từ này đọc là morale, nhớ chưa? Morale. Tiếp theo này, câu số 8, wealthy nào. He's among wealthy members of the golf club. Anh ta là một trong những, among ở đây mình dịch là một trong những nhé. Anh ta là một trong những cái thành viên mà rất là giàu có của cái câu lạc bộ golf này. Thì wealthy là giàu có đúng không? Rất là dễ rồi. Cái từ này có nghĩa là gì đây? Hôm nay nhiều từ mới với em quá. Câu này chúng ta chọn cái gì nào? Wealthy là giàu có. Nào nhanh nhớ. Câu Ngọc Hiếu 8B. Ok, đúng rồi, 8B là đúng rồi. Đó, chúng ta có từ affluent có nghĩa là, cũng có nghĩa là giàu có đúng không? Hoặc là bằng với cả từ rich. Đấy, hoặc là well off này. Hoặc là well to do này. Mấy cái từ này đều có nghĩa là giàu có hết nhá. Đấy, hoặc là prosperous.
prosperous. Chơi được prosperous viết thế nào? Quên rồi. Đây đúng không? Đây, prosperous đều có nghĩa là giàu có. Nhớ có nhìn livestream nhìn nó có mờ mờ kiểu gì không hiểu. Giàu có thịnh vượng, đúng rồi. Cái tay cô giống em ghê. Ok, rồi nhớ giàu có, được chưa? Thế còn ở đây chúng ta có từ adroit là khéo léo, từ này mình tùy mình học cũng được không học cũng được nhá. Khéo léo. Thế còn từ adjacent có nghĩa là gần kề bên. Cái từ này bằng bằng với cả từ next to đấy, adjacent bằng với cả next to. Đấy, thế còn acrid có nghĩa là hăng hoặc là cay xè. Thì mấy cái này mình có thể học hoặc là không học cũng được, không quan trọng. Đấy, đi thi thì cô thấy người ta ít kiểm tra mấy cái từ này lắm, cho nên là mình tập trung vào cái từ này và từ đồng nghĩa của nó là ok. Adjacent cũng nên học bởi vì đã từng xuất hiện trong một cái đề nào đấy rồi thì phải. Tiếp theo câu số 9 nào, routine operation. Ở đây là gọi là cấy ghép cái gì đây, cô không biết này. Cấy ghép cái gì đó thì là một trong những cái phẫu thuật như thế nào đó và với cái tỷ lệ biến chứng rất là thấp. Ở đây chúng ta có từ very low complication rate, gọi là tỷ lệ biến chứng thấp. Thì a routine operation là một cái phẫu thuật như thế nào các bạn nhỉ? Chớp con nhìn từ gì cũng thấy mới. Ok, rồi Linh đã học bài 9C, usual. Ok, rồi câu này bạn nào chọn C là đúng rồi. Là một cái phẫu thuật gọi là, phẫu thuật ở đây gọi là phẫu thuật thông thường thôi, bình thường thôi, chứ nó không có gì gọi là quá là kiểu lạ lẫm cả nhá. Cái từ routine, bản thân cái từ routine trong trường hợp này á, thì nó cũng có nghĩa là thông thường hoặc là bình thường, được chưa? Một cái phẫu thuật thông thường, bình thường thôi. Đấy, không có gì gọi là phức tạp hay là gì cả. Thông thường hoặc là bình thường, được chưa? Đó, thông thường hoặc là bình thường. Thế còn cheap là rẻ này, small là nhỏ này, quick là nhanh này, đúng không? Thì không đúng rồi. Tiếp theo này, câu số 10 đi. Nhớ chúng ta có 20 câu nhá. Xúc miệng trước khi ăn trưa hoặc là trước khi đi học. Tiếp theo này, câu số 10 nào. You should cut down on cigarettes. For smoking does no good to your health. Bạn nên cái gì đó, cái việc hút thuốc lá, đúng không? Bởi vì là việc hút thuốc thì không có lợi cho sức khỏe hoặc là không tốt cho sức khỏe của bạn. Ở đây chúng ta có từ cut down on là sẽ bằng với cả từ gì đây? Cô chưa ăn. Ở lát nữa cô mới ăn. 12 rưỡi cô ăn. Ăn thì có một tí thôi mà, nấu cơm các thứ xong xuôi rồi. Mười C. Em là Thủy Linh. Đúng rồi, nhìn cái avatar thì rất là, nhìn cái avatar thì rất là quen. Và cô cũng nghĩ là cái nick của em ngày xưa nó là cái nick gì đấy. Sau đó em mới thay đổi sang Linh Đa Ngọc Bài. Ok, rồi câu số 10 nào. Cắt giảm. Nguyễn Văn Hoàng Lâm C này, Phong C, Ngọc Hiếu C. Đúng rồi, decrease the number of, đúng không? Cắt giảm cái gì đó. Cắt giảm ở đây là cắt giảm sử dụng cái gì thì nó sẽ bằng với cả giảm, đúng không? Giảm. Đấy, reduce có nghĩa là giảm, giảm số lượng của cái gì đấy thì đương nhiên nó sẽ bằng nghĩa, nó sẽ gần nghĩa với nhau rồi. Đấy, thế còn cái phương án A, chúng ta có từ cease này có nghĩa là dừng nhá. Cái từ này có nghĩa là dừng này, cease có thể bằng với cả từ stop luôn ấy. Đây này, cease này có thể bằng với cả từ stop có nghĩa là dừng. Ví dụ dừng bắn chẳng hạn hoặc ngừng bắn nhá. Từ này có nghĩa là dừng hoặc là ngừng. Thế còn cái này là trở nên hoảng sợ. Thế còn cái này là bị ốm này, đúng không? Cái này, từ này có nghĩa là hoảng sợ, trở nên hoảng sợ. Đó, tiếp theo này, câu số 11 đi. A bachelor's degree is required if one wishes to apply for the job. A bachelor's degree có nghĩa là một cái bằng cử nhân, đúng không? Thì required. Nếu như một người muốn ứng tuyển vào vị trí công việc này, câu này chúng ta sẽ chọn cái gì nào? Em xem cô về đam mê. Ý như môn thi C00 là cái gì? Là văn sử địa hay là cái gì á? Nào, câu số 11 nào. Ngọc Hiếu, A. Ý như môn, A. Đúng rồi, câu này các bạn chọn A là đúng rồi. Đấy, require đây có nghĩa là bắt buộc phải có, đúng không? Cái từ này trong trường hợp này nó có nghĩa là bắt buộc. Đấy thì nó sẽ gần nghĩa với cả từ này có nghĩa là cần thiết này. Necessary, đúng không? Nhớ cái từ này chúng ta đọc trọng âm của nó giống âm đầu tiên nhá. Mình sẽ đọc là necessary. Necessary gọi là cần thiết. Đấy, cái này là bắt buộc, cái này là cần thiết. Thế còn desirable có nghĩa là đáng khao khát, đúng không? Đáng thèm muốn hoặc là đáng khao khát được. Đáng khao khát. Thế còn acquire. Acquire thì nó cũng có nhiều nghĩa lắm. Nó có thể có nghĩa là đạt được hoặc là giành được cái gì. Đạt được này, hoặc là có được cái gì. Đấy, hoặc là lĩnh hội được cái gì. Thế còn optional có nghĩa là tùy chọn. Đấy, từ này có nghĩa là tùy chọn, không bắt buộc nhá. Ok, tiếp theo. Từ này thì nó sẽ trái nghĩa đấy. Require với cả necessary bằng nghĩa nhau. Thì trái nghĩa nó sẽ là optional các bạn nhá. Tiếp theo câu 12 nào. In some Asian countries, ở một vài các quốc gia châu Á, it is customary. Đấy, là một cái phong tục đúng không? Để người ta thờ cúng tổ tiên.
Worship ở đây có nghĩa là thờ cúng này. Từ này có nghĩa là thờ cúng này. Ancestor là tổ tiên này. Thờ cúng tổ tiên. Thế thì bây giờ tổ tiên nó sẽ gần nghĩa với cả cái từ gì đây nhỉ? Đúng rồi, bằng với cả compulsory nữa. Cái từ này cũng bằng với cả compulsory nữa. Đấy, hoặc là bằng với cả mandatory. Đó, compulsory, mandatory. Tiếp theo này, câu số 12, các bạn comment đi nào. Câu số 12, ancestor đây là tổ tiên đúng không? Ờ, văn sử địa, như môn thi văn sử địa thật đấy à? Thế sao comment đúng thế? Câu 12 các bạn chọn C. Đúng rồi, câu này là forefathers đúng không? Cũng là tổ tiên. Đấy, forefathers cũng là tổ tiên luôn. Thế còn fossils, từ này có nghĩa là hóa thạch nhá. Từ này bắt buộc phải học này, hóa thạch. Chúng ta hay học là những cái hóa thạch, những cái nhiên liệu hóa thạch ấy. Đấy, fossil fuels. Thế còn elders là ám chỉ những cái bậc tiền bối. Cái này gọi là bậc tiền bối hoặc là huynh trưởng. Cái này là bậc tiền bối này. Thế còn heirs, từ này có nghĩa là người thừa kế. Tiếp theo câu số 13, old buildings là những cái tòa nhà cũ, should be demolished. Cái từ này cũng cần phải nên học nhé. Demolished, to make space for modern high-rise ones. Để nhường chỗ hoặc là nhường không gian cho những cái tòa nhà cao chọc trời mà hiện đại. Thì demolished ở đây cũng có thể rất là dễ dàng có thể hiểu được đúng không? Sư phạm cô ơi à? Ngọc Hiếu 13B. 13B demolished. Ok, Ngọc Hiếu rất là giỏi đấy. Bằng với các từ raise là đúng rồi. Bằng với các từ raise luôn. Đấy, như vậy chúng ta có ancestor bằng forefathers. Require bằng với cả necessary này. Cut down on bằng với cả decrease này. Được chưa? Thế còn demolish sẽ bằng với các từ raise là đúng rồi. Đấy, từ heirs nhớ. Cái từ người thừa kế các bạn nhớ là đọc là heirs. Tức là cái từ này nó là một cái từ mà có cái âm câm ở đây. Không đọc là hell mà là heirs nhớ. Đấy, nó là cái hát ở đây nó là âm câm thôi. Rồi tiếp theo này, câu số 13. Chúng ta quay lại câu số 13. Cái từ raise ở đây với cả demolish có nghĩa là phá hủy đúng không? Phá hủy. Cũng bằng cái destroy đấy. Nhớ, thế còn chúng ta có từ renovate bằng với cả remodel. Hai từ này bằng nhau này. Đều có nghĩa là cải tạo, nâng cấp. Cải tạo, nâng cấp. Thế còn reconcile, từ này học chương trình lớp 11 đúng không? Cái từ reconcile này, học chương trình lớp 11 nó có nghĩa là làm lành. Hoặc là giảng hòa với nhau á. Làm lành, giảng hòa đấy. Đó, cãi nhau không chơi với nhau nữa, xong về reconcile đấy. Tiếp theo này, nhớ nhá. Thế còn cái phương án A bằng với cả C, nhớ chưa? Bằng với cả phương án C. Tiếp theo này, câu 14 à. Always think of other issues you might run into at work and have exit strategies for them all. Hãy luôn luôn nghĩ về những cái vấn đề mà bạn có thể sẽ phải run into at work là ở nơi làm việc. Và luôn luôn có những cái exit strategies, có nghĩa là có những cái chiến thuật mà có thể thoát khỏi những cái vấn đề đó. Đấy, thì run into ở đây có nghĩa là gì nào? Đúng rồi, remodel bằng với cả renovate nhá. Renovate nó cũng còn rất khá là nhiều nghĩa nữa đấy. Đúng rồi, make up, đúng rồi. Reconcile có thể bằng với cả make up. Make up hoặc là make it up, được. Make up with somebody hoặc là make it up, được. Rồi, câu số 14 đi. Run into ở đây có nghĩa là gặp phải, đúng không? Gặp phải có nghĩa là cái mà mình không mong chờ là mình sẽ gặp. Đấy thì nó sẽ bằng nghĩa với cả cái gì? Nào, comment thật là nhanh nào. Vũ Ngọc Hoài 14C, Linh Đào bài 14C, đúng rồi. Câu này đáp án của chúng ta C là đúng rồi. Meet unexpectedly đúng không? Đấy, còn cái này có nghĩa là gặp phải. Đấy, cái này có nghĩa là gặp phải, được chưa? Đấy thì nó sẽ bằng với cái meet unexpectedly, tức là mình vô tình, được chưa? Cái này gọi là vô tình, không cố ý. Đấy, cái này gọi là vô tình. Đấy, và meet cũng gọi là gặp, vô tình gặp phải, được chưa? Thế còn forget to do là quên làm gì, pay for là thanh toán, trả tiền cho cái gì. Thế còn add on có nghĩa là thêm vào, bổ sung vào đâu đó. Tiếp theo có 15, a good doctor, một bác sĩ tốt thì cần phải có một cái broad knowledge, là cần phải có kiến thức rộng và một cái specialized area of medicine, tức là một cái lĩnh vực y khoa mà chuyên biệt, nên mình chuyên về cái lĩnh vực đó. Ở đây specialized có nghĩa là chuyên. Đấy, gọi là chuyên biệt đi, một cái lĩnh vực chuyên biệt, tức là nhi khoa hoặc là vấn đề gì đó chẳng hạn. Nhi khoa hoặc là răng hàm mặt hoặc là cái gì đấy, đúng không? Thì câu 15 chúng ta chọn cái gì đây? Đấy, chúng ta có từ gì đây nào? Đúng idol của em, voice cố định của chó. Kiểu
cứ vừa dạy xong vừa được khen này sướng nhá. Có những đứa nó kiểu có những đứa suốt ngày đi khen giáo viên này có sướng không cơ chứ, ai mà dạy chắc sướng lắm đấy, kiểu suốt ngày được khen. Rồi chọn gì đây? Nguyễn Thùy Linh 15D này, Hoàng Đức D 15, Đô Thành A. Câu này các bạn phải chọn phương án D cho cô nhé. Câu này là D distinct. Distinct nó cũng có nghĩa là riêng biệt đấy. Riêng biệt, cái từ distinct ở đây mình dịch là gọi là riêng biệt. Đó, từ này có nghĩa là riêng biệt nhé. Thế còn chúng ta có honorable. Từ này chúng ta sẽ đọc là honorable, có nghĩa là đáng tôn kính hoặc là ngay thẳng chính trực. Đáng tôn kính. Thế còn cái này là khó. Thế còn prescribe, từ này là động từ, có nghĩa là như kiểu kê đơn bốc thuốc ấy. Đấy, từ này là kê đơn kiểu bốc thuốc ấy. Đấy, gọi là prescribe. Tiếp theo này, câu số 16. Today, she is fortunate. Hôm nay cô ấy thật là may đúng không? Chúng ta có từ fortunate, từ này có nghĩa là, từ này nó sẽ bằng với cả lucky, may mắn. To be one of the last new surviving U-boats in the world. Là một trong những cái người mà may mắn sống sót cuối cùng cái gì đó trên thế giới này, và được preserved in time. Preserved đây có cái gọi là được gì đây, giữ gìn à, cái gì đó on display. Ở đây thì chắc là không hiểu U-boat ở đây là cái gì. Tóm lại ở đây là on display có nghĩa là trưng bày ở trong cái viện bảo tàng khoa học của Chicago này, có thể là một cái cổ vật nào đó đúng không, đã được preserved, tức là đã được người ta giữ gìn để sau đó thì được trưng bày ở trong cái viện bảo tàng này. Thế tóm lại ở đây chúng ta có on display là trưng bày, thì nó sẽ bằng với cả cái gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Câu 17 nào. On display nào. The Guardian. The Guardian sao không viết liền với nhau lại viết tách ra thế nhỉ? Hả thần hộ mệnh ơi. Câu 17 đáp án, câu 16 đáp án của chúng ta là gì? B đúng rồi nhá. On display bằng với cả on exhibit có nghĩa là trưng bày. Đấy, trưng bày. Cái này gọi là được trưng bày đi. Đấy, thế còn located có nghĩa là được đặt ở đâu, hoặc là có vị trí ở đâu, hoặc nằm ở đâu. Đấy, có vị trí ở đâu này, hoặc là nằm ở đâu. Ví dụ nói về cái công ty nằm ở vị trí nào, con đường nào chẳng hạn. Nằm ở đâu. Đó, thế còn under supervision có nghĩa là được giám sát. Từ này có nghĩa là giám sát nhé. Từ này có nghĩa là danh từ, sự giám sát. Thế còn under supervision có nghĩa là được giám sát. Tiếp theo, store có nghĩa là gì? Store. Nếu mà là danh từ thì có nghĩa là cửa hàng đúng không? Đấy, còn động từ có nghĩa là lưu trữ. Tiếp theo câu 17 nào. Câu 17, angels. Các cái, câu 17 nào. Although it is now redundant. Mặc dù bây giờ thì nó đang như thế nào đấy, nhưng mà cái nhà thờ này continues là tiếp tục vẫn được sử dụng. Occasionally là đôi khi để cho cái việc gọi là người ta đi lễ đấy. Đó, thì ở đây redundant có nghĩa là gì? Mình vẫn có thể đoán được nếu mà không biết nghĩa đúng không? Vũ Ngọc Hoài 17C lại có đứa khen. Rồi, Phong 18, chúng ta được câu 17, các bạn chọn gì nào? Ok, đúng rồi, câu số 16, chúng ta có on display thì bằng với cả on exhibit, đều có nghĩa là được trưng bày. Thế còn câu số 17 chúng ta chọn cái gì đây? Redundant có nghĩa là như kiểu là thừa thãi, không dùng đến ý. Đấy, đúng rồi, dư thừa, không cần thiết, cho nên câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án gì? 17C. 17C nhá, Phương Vũ, Nguyễn Thùy Linh không đồng lắm rồi. Tại Facebook không cho em viết liền à? Ờ, ok, em làm được câu 20. Câu này nhá, thừa, đúng không? Thừa thãi, dư thừa. Thừa thãi hoặc là đôi khi gọi là rườm rà. Nó cũng có thể ám chỉ như kiểu viết văn mà kiểu rườm rà ấy. Thừa thãi, rườm rà, không cần thiết. Đấy, cho nên nó sẽ bằng với cả cái từ này. Unnecessary cũng có nghĩa là không cần thiết luôn nhá. Thế còn old fashion có nghĩa là kiểu cũ rồi đúng không? Cũ, lỗi thời rồi. Đấy, từ này có nghĩa là cũ này hoặc là lỗi thời. Chết, viết nhầm cái bút này. Đấy, còn reproduce là tái sản xuất này. Nếu mà là động từ có thể dịch là tái sản xuất, hoặc cũng có nghĩa là sinh sản nữa. Đấy, tái sản xuất hoặc là từ này cũng có nghĩa là sinh sản nhá. Thế còn quaint có nghĩa là kiểu có vẻ cổ hoặc là lạ, như kiểu cái từ này gọi là có vẻ cổ. Đấy. Hoặc là kiểu là lạ, cổ mà còn kết hợp với cả từ là lạ nữa. Nhìn vừa cổ vừa là lạ, đấy kiểu như thế. Tiếp theo này, câu số 18, angels là các thiên thần hay nói về các nhà đầu tư. Angels ở đây thực ra nó cũng có thể bằng với cả từ investor, các nhà đầu tư, thì họ chỉ tìm kiếm feasible project là những cái dự án như thế nào đó để đầu tư, và họ sẽ từ chối, đúng không? Turn down là từ chối những cái dự án mà không visible, mà không thèm nhìn lấy một lần. Thì ở đây chúng ta có từ feasible có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Feasible.
Đúng rồi, make redundant cũng bằng với cả lay off, có nghĩa là sa thải hay là giảm biên chế đấy, đúng không? Rồi câu này gọi là cổ kính cũng được, có vẻ cổ, gọi là cổ kính cũng được. Rồi tiếp theo này, câu này chúng ta chọn gì đây? Những cái dự án các nhà đầu tư thì người ta thường tìm những cái dự án như thế nào? Đương nhiên phải là những dự án khả thi đúng không? Cho nên chúng ta có từ feasible ở đây, nó có nghĩa là khả thi, thì nó sẽ bằng với cả attainable. Attainable có nghĩa là có thể gì? Có thể đạt được đúng không? Attainable gọi là có thể đạt được. Từ này cũng bằng với cả achievable. Đó, có thể đạt được nhá. Rồi, và từ chối, đúng rồi, turn down là từ chối. Thế còn cái này, unrealistic có nghĩa là không thực tế. Đấy, từ này có nghĩa là không thực tế này. Đó, thế còn inconceivable là không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ ra được. Đó, không thể tưởng tượng được. Từ này có nghĩa là không thể tưởng tượng được. Hoặc là không thể nghĩ ra được nhá. Không thể tưởng tượng được hoặc không thể nghĩ ra được. Thế còn attractive có nghĩa là hấp dẫn, đúng không? Từ này có nghĩa là hấp dẫn. Rồi, tiếp theo câu 19 nào. Compounds là gọi là cái hợp chất à, đúng không? Hợp chất thì nó rất là plentiful, tức là rất là nhiều, đúng không? Rất là dồi dào, phong phú trong thiên nhiên. Đấy. Những cái hợp chất mà dồi dào, phong phú trong thiên nhiên là những cái gì thì người ta liệt kê ra ở đây rồi. Thì ở đây chúng ta có từ plentiful là dồi dào, phong phú. Nhớ, từ này có nghĩa là dồi dào này. Phong phú này. Đấy thì từ này nó sẽ bằng nghĩa với cả cái gì? Nào chúng ta comment thật nhanh nào. Giờ bọn em vào lớp rồi vì đam mê em vẫn ngồi nghe cô. Cố gắng lên, sắp hết giờ rồi. À sắp xong rồi. Vì đam mê. Vũ Ngọc Hoài 19A, Linh Đào Bà 19A. Ok rồi, câu này A, abundant cũng có nghĩa là dồi dào phong phú nhá. Thế còn obscure có nghĩa là cái gì nhỉ? Gọi là vô danh ít tên tuổi. Vô danh ít tên tuổi. Thế còn unstable là không ổn định. Cố gắng lên, sắp xong rồi. Đó, thế còn reliable là đáng tin cậy. Rồi, xong câu cuối rồi. Câu cuối terrifying nào, câu này cũng khá là dễ đây. Là cái the crew, tức là cái phi hành đoàn, đúng không? Phi hành đoàn thì chia những cái phao cứu hộ cho 20 cái hành khách đang rất là terrified bởi vì con tàu chuẩn bị sẽ bị chìm. Thì terrified ở đây có nghĩa là gì? Terrify ở đây có nghĩa là hoảng sợ, đúng không? Thì nó sẽ bằng với cả cái gì đây? Rồi, câu 20 C cô. Ok, câu này đáp án A là đúng rồi nhá. Abandon trong trường hợp này sẽ bằng với cả từ frightened. Ok, đấy, cô sẽ share file yên tâm nha. Đấy, thì có nghĩa là hoảng sợ. Hoảng sợ, thì còn exhausted có nghĩa là kiệt sức này. Tính từ nhá, có nghĩa là kiệt sức. Surprise có nghĩa là ngạc nhiên. Cảm thấy ngạc nhiên hoặc là ngạc nhiên. Đó, thì còn excited có nghĩa là hào hứng. Rồi, ok, 20 câu xong. Rồi, xong, hôm nay chúng ta bị vào muộn một tí, cho nên là 12:36 mới xong. Đấy, cứ tầm 20 câu thì cứ khoảng tầm nửa tiếng là mình xong thôi nhá. Ok, bye bye các em nhá. Cô có đói không cô? Có đói chứ. Bây giờ bắt đầu đi ăn nhá. Bye bye chúng ta. Bạn nào vào học thì tranh thủ vào học luôn đi nhá. Còn bạn nào đi ăn thì đi ăn và bạn nào nghỉ ngơi một chút thì nghỉ ngơi đi nhá. Ok, bye bye chúng ta. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi hôm sau nha. Bye bye các em.